Nhà này tạm có 4 cái cột. Có một vài nhà sẽ có nhiều cột hơn. Khi chúng ta có sự tự do rồi, chúng ta xây được cái nền móng này vững chắc rồi, chúng ta mới bắt đầu xây cột nhà nha. Nhà này tạm có 4 cái cột. Có một vài nhà sẽ có nhiều cột hơn. Cái cột đầu tiên mà chúng ta cần phải xây tiếp, đó chính là sự tỉnh thức. Tỉnh thức. Hôm qua chúng ta cũng nói chuyện về cái này rồi. Sự nhận biết đúng và rõ vấn đề, đúng và rõ những cái gì xảy ra bên trong mình. Biết rõ và chấp nhận. Yêu trong tỉnh thức là gì? Yêu trong tỉnh thức là tình yêu của những người trưởng thành. Là tình yêu mà chúng ta vẫn nhận rõ được những giá trị của mình và những giá trị của người ấy. Là yêu mà chúng ta không đánh mất chính mình. Là yêu mà chúng ta vẫn có năng lực tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình để rồi san sẻ hạnh phúc đó với đối phương. Và sự tỉnh thức là chất liệu luôn luôn có ở bên trong mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải khơi dậy nó và chúng ta cần phải rèn luyện nó. Ngày hôm nay á, ở lớp học này các bạn thử đi trong tỉnh thức đi. Thì các bạn sẽ không va vào người này, va vào người kia, đổ cái này, đổ cái kia đâu. Bạn bước từng bước chân chậm rãi và tỉnh thức đi. Nhưng đương nhiên tỉnh thức cũng không có nghĩa là rất chậm. Tỉnh thức là nhanh cũng được, chậm cũng được. Nhưng nhanh thì biết là mình đang nhanh, chậm thì biết là mình đang chậm. Có nhiều người học thiền xong nghĩ là tỉnh thức là làm cái gì cũng phải chậm. Nói cũng chậm. Lấy đồ ăn cũng chậm. Và Tuệ An gặp nhiều vị thiền sinh như thế, Tuệ An thấy hơi buồn cười. Có một hôm, Tuệ An đi một khóa tu. Thế là mọi người phải tỉnh thức mà. Có vài vị chắc mới tu tập, chậm lắm. Xếp hàng lấy đồ ăn là ở ngoài nắng, một hàng dài người vẫn đang đợi rồi. Nhưng các vị vẫn không để tâm đến một hàng dài người đang xếp ngoài nắng để đợi. Vẫn từng bước, slow motion. Mà lúc đấy không ai được nói gì nha. Xong rồi lấy đồ ăn, gấp từng hạt lạc, từng hạt lạc, từng cọng rau, từng cọng rau. Xong rồi không thấy là năng lượng sân giận của những người xung quanh đang nổi lên rất cao rồi. Vậy thì đây không phải là tỉnh thức mà đây đang là thiếu tỉnh thức. Nên không nhận biết ra rằng cái sự chậm của mình, chậm quá mức như vậy đang gây ra vấn đề cho rất nhiều người xung quanh. Và thậm chí có những người nghĩ là tỉnh thức là bây giờ phải nói rất chậm nữa. Nhưng thật ra sự tỉnh thức là biết nhanh, biết chậm, tùy tình huống. Nhưng dù nhanh hay chậm mình vẫn đang nhận biết rất rõ những cái gì đang xảy ra. Và khi chúng ta có năng lực nhận biết rất rõ những cái gì đang xảy ra, điều này cực kỳ có tác dụng trong những lúc chúng ta bị sân giận lên ngôi. Chúng ta nhận thức rõ mình đang giận rồi. Và chúng ta tỉnh thức, chúng ta sẽ không hành xử theo thói quen nữa. Chúng ta sẽ hành xử theo trí tuệ. Chúng ta sẽ bây giờ mình giận rồi, mình không thể nói lên điều gì tốt lành thì tốt nhất là mình ngừng nói. Bây giờ mình giận rồi, mình nhìn thấy mặt người này là mình giận rồi thì mình phải cắt sự tiếp xúc của người ấy, mình đi ra một chỗ khác. Đến lúc nào mình hít thở đi, hít vào, giữ, thở ra. Tuyệt chiêu lúc bạn giận nha, bạn hít, giữ, thở. Bạn cứ làm như thế khoảng độ 30 nhịp, 50 nhịp ạ. Đảm bảo là cơn giận của bạn sẽ xuống dần. Vấn đề là các bạn có chịu làm hay không ạ. Hay thấy nó ngốc nghếch ấy. Bây giờ tự nhiên bảo ra ngồi một chỗ, hít vào với thở ra thấy ngốc ấy. Nhưng mà hôm qua mình nói với nhau rồi đúng không? Ngốc mà hạnh phúc còn hơn là thông minh mà bất an khổ đau. Bao nhiêu bạn nghĩ rằng thôi ngốc cũng được. Em đúng không? Ngốc cũng được. Tỉnh thức nó giúp cho chúng ta có sự bình an đấy. Và khi mà chúng ta có sự tỉnh thức rồi thì chúng ta cần phải biết xây một cái cột nữa. Cái cột này đó chính là hiến tặng. Những bạn nào bị trầm cảm nha, mà vẫn thấy có thể làm được việc tốt ý, thì các bạn cứ làm, các bạn sẽ bớt trầm cảm. Việc tốt đơn giản lắm. Sáng ngày mang chổi ra quét sân cho nhà hàng xóm. Ngày nào cũng ra quét sân cho nhà hàng xóm, quét cả cái ngõ đấy luôn. Thật sạch vào, vừa được vận động thể chất, vừa được hiến tặng công sức của mình cho cái sân đó. Đừng ngồi đấy và than, có ai đến giúp tôi đi, tôi đang bị trầm cảm đây này. Không ai đến giúp tôi à. Chính mình giúp mình đi, bằng việc mình hiến tặng những cái gì mình có thể hiến tặng cho người khác đi. Bạn đi quét sân, bạn đi đổ rác giúp cho nhà hàng xóm. Bạn cứ hiến tặng một cách thoải mái và vô tư đi, bạn sẽ có được niềm vui và sự bình an. Còn nếu như lớn hơn nữa, những bạn đang gặp vấn đề trong cuộc sống, các bạn có tạm thời để cái vấn đề đấy của mình xuống trong vòng nửa ngày hoặc một ngày để các bạn đi giúp đỡ một đối tượng nào đó đang cần giúp, thì các bạn sẽ được tăng trưởng nội lực rất nhiều. Có những vấn đề của mình mà mình chưa giải quyết được thì các bạn hãy hiểu rằng bởi vì lúc này năng lực của mình chưa đủ để giải quyết vấn đề đó. Tại vì nếu đủ mình đã giải quyết xong rồi, có phải vậy không? Vậy làm thế nào để mình tăng được năng lực của mình lên thì lúc đó mình quay trở lại giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn. Và một trong những cách để tăng trưởng năng lực của bạn một cách rất nhanh đó là bạn đi giúp đỡ những người khác. Có thể bạn bảo là bạn không thể giúp được người ta điều gì nhiều, nhưng nếu như một người đang khổ đau bạn chỉ ngồi yên và lắng nghe họ thôi, nội lực của bạn sẽ được tăng trưởng. Tính kiên nhẫn của bạn sẽ được tăng trưởng, tình thương của bạn sẽ được tăng trưởng và chính người đó cũng đang được giúp rất nhiều. Đặc biệt là phụ nữ, chỉ cần cho nói thôi là đã vơi bớt nỗi đau rồi. Khỏi cần chữa lành. Chỉ cần ngồi yên đấy với một thái độ thành khẩn, lắng nghe, chân thành để cho họ nói vài tiếng, họ có năng lực nói vài tiếng đấy các bạn. Nửa ngày cũng có luôn. Cứ ngồi đấy nói, mình cứ nghe thôi. Thế là xong. Có một hôm Tuệ An đang đi một ngôi chùa, thì gần ngôi chùa đấy là có nhà của một người bạn. Thế là khi mà tình cờ thôi người đó gọi điện cho Tuệ An và Tuệ An nói là Tuệ An đang ở chùa này. Thì người bạn đó, may quá Tuệ An đang ở đấy hả? Sẽ cho người ra đón Tuệ An về để nói chuyện với mẹ của bạn ấy nhá. Vì mẹ của bạn ấy bị trầm cảm, không nói chuyện với ai 2 tuần nay rồi. Con cái đến cũng không thèm. Và thế là Tuệ An đồng ý, Tuệ An đến. Và khi Tuệ An đến gặp bà lão đó gần 80 á, Tuệ An chẳng làm gì. Tuệ An chỉ làm mỗi một việc là ngồi yên lắng nghe bà kể chuyện ngày xưa. Mà không phán xét bà, không khó chịu là bà kể chuyện này rồi mà. Tại vì những người già kể chuyện ngày xưa ấy, có thể chỉ 2 tiếng thôi nhưng họ cứ lặp đi lặp lại những câu chuyện đấy. Họ kể rồi họ lại quên, họ lại lặp đi lặp lại câu chuyện đấy. Và việc của mình chỉ là... Thế là đến lúc mà Tuệ An về rồi, người bạn đó của Tuệ An mới bảo sao Tuệ An làm gì mà siêu vậy? Tối nay là bà đã hoàn toàn vui vẻ rồi, bà nói chuyện với các con cháu rồi. Và Tuệ An nói thật, Tuệ An không làm gì hết á, chỉ ngồi yên nghe bà kể chuyện ngày xưa thôi. Thế nên người nhà là hãy phân công một người thỉnh thoảng vài ngày lại ngồi nghe bà kể chuyện ngày xưa một lần. Nhu cầu của bà chỉ thế thôi mà. Và nội lực của chúng ta sẽ tăng khi chúng ta biết giúp đỡ những người xung quanh. Và các bạn hãy không ngừng lại cái việc giúp đỡ đó. Cái việc giúp đỡ này là cái việc mình làm trọn đời. Ngày nào mình còn thở, ngày nào mình còn sống là ngày đó mình thấy những người khó khăn mình còn giúp. Đôi khi ngày nay việc xấu nhiều á là bởi vì những người tốt không chịu lên tiếng á. Và điều đó là một điều tệ. Và để mà hiến tặng được á thì bạn phải không sợ hãi. Để bạn hiến tặng được thì bạn phải rất chân thành. Chân thành là bên trong như thế nào, bên ngoài như thế. Chân thành là bạn giúp đỡ vì người ta, chứ không phải là vì bạn. Trong gia đình của bạn, mỗi lần bạn giúp, mỗi lần bạn hy sinh thật sự là vì người ta hay là vì bạn vậy đó. Nếu mà vì người ta thì bạn đâu cần phải đòi hỏi sự công nhận đâu. Nhưng mà có rất nhiều bạn bảo yêu rồi, cho đi rồi, khổ đau chẳng qua là vì mình chứ không phải là vì người thôi. Còn đâu hiến tặng một cách chân thành là vì người chứ không phải là vì mình, vì người đó đang cần. Đó là một lý do tại sao lớp học yêu thương chữa lành không có kịch bản. Tại vì có rất nhiều chủ đề mà Tuệ An nghĩ rằng mình cũng có sự hiểu biết, nếu mình nói thì cũng hay, cũng giỏi lắm, nhưng mà chưa chắc đã là cái thứ mà các bạn cần. Mà Tuệ An luôn luôn phải ngày đầu tiên cho các bạn viết xuống hết vấn đề của các bạn, và Tuệ An sẽ đọc những vấn đề đó, và Tuệ An biết rằng Tuệ An sẽ nói cái gì đúng cái mà các bạn cần. Còn nếu chỉ chia sẻ để phô trương kiến thức của mình á, giống như là một cái máy giảng ấy, thì đâu có cần chúng ta phải bỏ công sức đến đây với nhau để làm gì đâu. Vậy hãy quay trở về và xem mình có thể hiến tặng những gì cho những người xung quanh, vì họ, không phải vì mình. Và khi chúng ta tỉnh thức, khi chúng ta hiến tặng rồi, chúng ta hãy nhớ, chúng ta phải biết buông. Một con người bản lĩnh và trí tuệ là một con người biết buông cái gì và biết nắm cái gì. Nếu mà chúng ta buông hết, giống như mọi thứ chỉ để biết, mọi thứ chỉ để kinh nghiệm, mọi thứ chỉ để sử dụng, mọi thứ chỉ thế thôi, xả ly toàn bộ, cái đó sẽ đúng với các bậc thánh, nhưng cái đó không đúng với chúng ta. Mà nếu chúng ta nói cái gì cũng buông, cái gì cũng như vậy thì nó chỉ là lý thuyết thôi, và chúng ta không bao giờ làm được hết. Các bạn thấy như vậy đúng không? Còn đã là con người có trí tuệ, có bản lĩnh, chúng ta vẫn cần phải nắm, nhưng chúng ta biết rằng mình nắm cái gì và mình buông cái gì. Ví dụ như có nhiều bạn viết hỏi là bây giờ bảo không đòi hỏi, không mong cầu thì đâu phải là con người. Tuệ An đồng ý nha, nhưng các bạn phải biết đòi hỏi cái gì và mong cầu cái gì. Nếu như các bạn đang có sự mong cầu đòi hỏi, tạm gọi là cái từ tham đi, thì có những cái tham được gọi là rất sai, có những cái tham được gọi là tạm chấp nhận được. Những cái tham sai là những cái tham mà làm tổn hại đến lợi ích của người khác, của các cá thể khác. Những cái tham sai là những cái tham mà mình càng mong mình làm kiệt quệ năng lượng và sức lực của chính mình. Còn có những cái tham có thể chấp nhận được, như là mình đang có một mức có đủ, với mình là 5 triệu đồng một tháng chẳng hạn. Mình mong muốn mình có thu nhập 7 triệu để mình dư thêm 2 triệu nữa mình đi giúp người khác. Người khác ở đây có thể là cha mẹ mình, anh chị em nhà mình, những người xung quanh nhà mình cần giúp. Thế là mình mong muốn mình có thêm nguồn lực để mình giúp đỡ, thì cái đó là điều chấp nhận được đó chứ. Và cái chúng ta cần phải buông đó là nếu như chúng ta đang làm quá nhiều thì chúng ta ngừng làm, chúng ta buông bớt cái đó. Chúng ta mong cầu đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta thấy mệt thì chúng ta cũng phải buông. Và hầu hết hãy buông bớt những cái thứ mắc kẹt bên ngoài của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nắm giữ cái gì? Chúng ta phải nắm giữ bản lĩnh và phong độ của các bạn. Dù là nam hay là nữ, phải luôn luôn nắm được, giữ vững được phong độ của bản thân. Không phải là quyền lực nha. Phong độ của bản thân chính là sự điềm tĩnh, sự vững chãi, sự tự tin. Với phụ nữ có thể là sự dịu dàng. Còn những cái khác thì buông xả, không cần quá lo lắng. Tại vì khi bạn nắm giữ được phong độ của các bạn, thì lúc đó bên ngoài tự khắc sẽ ổn. Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan. Buông và nắm. Buông và nắm rồi, hiến tặng rồi, tỉnh thức rồi. Và bạn cần để bình an, bạn cần phải xây dựng một cái cột nữa, một cái chất liệu nữa vô cùng quan trọng. Đó chính là sự tĩnh lặng. Tại sao trong lớp học này rất coi trọng sự tĩnh lặng? Ăn cơm không nói chuyện, đi lại cố gắng tĩnh lặng nhất có thể. Không như những lớp học phát triển cá nhân khác là phải sôi động càng tốt. Nhưng lớp học này là một lớp học càng tĩnh lặng càng tốt. Đương nhiên chúng ta sẽ có những khoảng không gian động, như những bài hát chẳng hạn, những vở kịch chẳng hạn. Nhưng những cái khoảng không gian động đấy nó cũng dựa trên trạng thái tĩnh. Nó cũng dựa trên chất liệu từ nội tâm bên trong. Và nhắc lại câu nói hôm qua đã nói với các bạn, đôi khi chúng ta gặp vấn đề chẳng qua là bởi vì chúng ta không biết làm sao để ngồi yên. Thế nên bây giờ chọn ngồi yên mỗi ngày.